video với nội dung chính này các bạn ơi. Chúng ta tháo cái ổ cứng cũ ra để lắp cái ổ SSD vào, và sau đó chúng ta sẽ lắp cái RAM các bạn nhé. RAM thì đầu to sẽ vào đầu to, đầu nhỏ sẽ vào đầu nhỏ, và ấn mạnh xuống thì cái hai cái lẫy RAM sẽ giữ được. Shop linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn nhé. Thì với video lần này, shop sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp và nâng cấp ổ SSD 2,5 inch và nâng cấp thêm RAM laptop cho Dell InVision 5559 các bạn nhé. Thì cái việc mà chúng ta tháo lắp và nâng cấp ổ cứng và RAM nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên thì các bạn lưu ý là tháo cho mình quả pin nhé. Các bạn tháo cho mình quả pin xong sau đó là chúng ta sẽ tháo cái mặt E ra. Mặt E tức là bên cạnh mặt D. Mặt D thì chính là mặt tiếp xúc với mặt bàn đấy. Để tháo được mặt E thì chúng ta tháo hai con ốc ra và chúng ta sẽ cạy cái miếng mặt E này ra. Và chúng ta thấy hai cái vị trí chúng ta dùng để lắp ổ cứng và lắp RAM nó cũng rất đơn giản các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tháo ổ cứng. Đầu tiên là nhấc cáp ra, cạy một góc 90 độ và chúng ta tháo bốn con ốc ra các bạn nhé. Có bốn con ốc thì nó giữ ổ cứng thôi. Các bạn tháo được bốn ốc ra và nhấc ổ cứng ra. Bây giờ là cái toàn bộ cái quá trình mà các bạn sẽ vừa nghe mình trình bày và vừa xem kỹ thuật thực hiện các bạn nhé. Phía bên hông của ổ cứng sẽ có khoảng 4 con ốc, như vậy hai con ốc bên trái và hai con ốc bên phải. Ổ SSD bên mình lắp hiện tại là Kington, thì chúng ta phải tháo cái gông này ra và chúng ta lắp cái gông này ôm chặt lấy cái ổ SSD các bạn nhé. Thì trước tiên các bạn tháo hai con ốc ở bên hai gông ra các bạn ạ. Còn đây là cái phần cáp chuyển đổi giữa main và ổ cứng, thì chúng ta cắm vào trong phần SSD. Đây là chính là hai con ốc ở bên hai bên gông ổ cứng nhé, khay ổ cứng các bạn ơi. Chúng ta lắp SSD vào khay ổ cứng này. Đấy. Các bạn thông cảm là vì là video thực hiện hơi lâu nên là mình sẽ quay nhanh hơn một chút để các bạn tiện theo dõi nhé. Mà các cái bước thực hiện nó cũng đơn giản thôi, thì nó không khó, vì vậy nên là video có hơi nhanh một chút thì các bạn cũng thông cảm cho shop. Sau khi chúng ta vặn chặt bốn ốc vào bên hai bên gông của khay ổ cứng thì chúng ta sẽ lắp lại vị trí ban đầu và đưa cáp kịch vào bên trong nhé. Cái phần cáp thì cái phần màu xanh sẽ ở phía trên và cái phần tiếp xúc sẽ ở phía dưới nhé. Đấy các bạn ơi, các bạn đưa vào cáp vào và cắm chặt cáp vào cho mình nhé. Về RAM laptop, các bạn lưu ý cho mình, RAM laptop thì trước khi các bạn lắp RAM thì các bạn làm sạch khe chân RAM bằng chổi lông, sủi sạch đi và chúng ta lắp RAM. RAM thì chúng ta dùng cái tẩy học sinh nhé, cái tẩy bút chì của học sinh, chúng ta làm sạch cái chân RAM đi, chúng ta kỳ cho chân RAM nó sáng bóng lên và chúng ta lắp vào cho khớp. RAM được thiết kế là có phần một dãy chân nhỏ và một dãy chân to. Thì các bạn là dãy chân nhỏ chúng ta sẽ lắp vào khay của dãy chân nhỏ, dãy chân to chúng ta sẽ lắp vào khay của dãy chân to. Chúng ta đưa kịch vào trong, đưa đều hai tay kịch vào trong. Góc trái hay góc phải chúng ta cũng đều đưa đều vào nhau nhé các bạn nhé. Tránh trường hợp là trái thì đi sâu vào, phải thì thò ra, hoặc là phải thì vào và trái thì thò ra. Và chúng ta sẽ cắm chặt fan vào, cắm chặt RAM vào. Rồi bây giờ chúng ta đã xong ổ cứng rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp RAM các bạn ơi. Đấy, chúng ta làm sạch cái phần khe này đi nhé. Đấy. Với ổ cứng này chúng ta có thể là sử dụng xen kẽ hai ổ SSD thì chúng ta cài hệ điều hành, còn ổ cứng thì chúng ta sẽ lắp sang vị trí bay. Thì chúng ta phải tháo ổ DVD ra rồi, tháo ổ DVD ra và chúng ta thêm bay vào, và ổ DVD bây giờ sẽ không sử dụng nữa các bạn nhé, sẽ làm khay chứa ổ cứng. Bây giờ thì sau khi đóng mặt E vào rồi thì mình sẽ bật
máy lên, ấn F2 các bạn nhé, để vào trong phần thông tin của BIOS Information đấy. Rồi sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem RAM đã lên từ 4GB lên 8GB chưa. Rồi ổ cứng thì đã có là SSD 120GB chưa. Còn cái việc mà tháo lắp ổ cứng và bay thì cũng đơn giản thôi. Thì có rất nhiều các video sẽ hướng dẫn các bạn. Thì trong video lần này thì mình chưa đề cập tới. Các bạn ấn F2 các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, từ khi mà bật lên đến lúc mà xuất hình thì cũng hơi lâu một chút, các bạn kiên nhẫn chờ nhé. Đây các bạn ơi, mình sẽ quay cận vào trên màn hình để chúng ta thấy là RAM thì nó đã lên là 8GB RAM rồi các bạn nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta không cần bất cứ một driver nào cho RAM hay là ổ cứng cả, chúng ta cứ lắp vào thì nó sẽ nhận thôi. RAM được 8GB rồi các bạn nhé, còn SSD đây các bạn ơi. SSD là 120GB đấy các bạn ơi. Đấy. Nếu mà video có ích thì các bạn nhớ là đăng ký kênh cho shop linh kiện laptop tin cậy 100 nhé. Các bạn có câu hỏi gì hỏi về RAM hay SSD gì thì cứ comment ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.